bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mahome. Thưa quý vị, nếu đây là lần đầu tiên quý vị và các bạn theo dõi cái kênh YouTube của Mahome thì tôi xin phép được giới thiệu lại, đó là Mahome là đơn vị thi công và thiết kế chọn gói các công trình nhà ở có trụ sở chính tại Hà Nội và các chi nhánh trên khắp cả nước. Và đồng hành cùng tôi ngày hôm nay là có anh Trương Sĩ Hảo, là giám đốc điều hành khu vực miền Nam. Thì anh Hảo cho em biết là hiện tại chúng ta đang có mặt tại đâu và đến đây để làm gì không ạ? Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã và đang theo dõi kênh YouTube của Mahome. Vâng, và hôm nay chúng tôi đang có mặt tại thôn 1 Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận để review cho quý vị và các bạn một cái ngôi nhà mái Nhật 2 tầng mà chúng tôi đã thiết kế và thi công trọn gói cho chủ đầu tư là anh Võ Phạm Duy Việt. Để quý vị và các bạn không chờ đợi lâu, xin mời tất cả quý vị và các bạn vào bên trong công trình khám phá xem là có gì đặc biệt quý vị và các bạn nhé. Xin mời tất cả quý vị và các bạn. Vâng, và trước mặt quý vị và các bạn đây chính là khuôn viên của gia đình anh Việt, chủ đầu tư ở đây. Và toàn bộ cái khuôn viên ở đây rộng tới 400m², khá là thoải mái và rộng rãi trong thiết kế. Còn diện tích sử dụng xây dựng nó chính là 135m² một sàn, tổng 2 sàn khoảng 270m². Và như quý vị và các bạn có thể thấy, được hình ảnh được truyền về từ Flycam chúng tôi, thì cái quá trình thi công ở đây đang đến bước đó là đổ trần tầng 1. Và để hiểu rõ hơn về cái quá trình thi công ở đây gặp những cái khó khăn gì, rồi là những cái chia sẻ của chủ đầu tư, của cái chỉ huy công trình ở đây, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân tôi đi gặp anh Hải, là chỉ huy công trường ở đây. Vâng, và xin chào anh Hải. Chào. Vâng, anh hiện tại đang giám sát đây à? Đúng rồi, anh đang chỉ huy giám sát đây. Vâng, em được biết là cái phần móng này đang thiết kế là đang thi công khá là chắc chắn này, không biết là đây hình như bằng đá hay bằng gạch anh nhỉ? Cái này móng của mình thì bằng đá và thiết kế là móng băng hai phương. Vâng. Và cái xây bao để đổ đất thì của mình bằng đá. Vâng. Và đổ rằng chân thường theo thiết kế của công ty mình. Vâng. Cái diện tích ở trên này thì như thế nào, các từng phòng và có bao nhiêu phòng ngủ ạ? À, hiện tại bây giờ thì ở đây mình có 4 phòng, ở dưới 2 phòng ngủ. Đó, phòng bếp, phòng khách. Đó. Còn ở trên là có 2 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. Vâng. Đó. À, và 2 toilet riêng. Vâng. Em thấy là ở đây là thay vì người ta sử dụng, khi mà tự xây dựng người ta sẽ sử dụng đó là hệ giáo, là giáo bằng cây, bằng gỗ, thì là em thấy mình hoàn toàn là sử dụng bằng giáo bằng sắt và có cả kích, đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy, thì không biết là có sự khác nhau gì không ạ? Mình nói chung là mình sử dụng cái hệ giáo này thì một, trước hết là nó an toàn. Hai nữa là ví dụ mình muốn căn chỉnh nó dễ. Vâng. Trước hết là nhất là về an toàn, tại vì cái cây á thì mình muốn căn chỉnh thì là mình không kích lên được. Và mình phải chêm. Hai nữa là cái cây nó có độ nhú. Vâng. Còn cái về cái dàn giáo này của mình và cái kích này của mình nó không nhú. À, hiện tại thì cái quá trình đổ bê tông ở tầng 1 đã xong rồi, thì không biết là cái quá trình đổ bê tông này thì được tiến hành từ những giai đoạn như thế nào? Cái tiến hành đổ bê tông này thì trước hết là khi muốn đổ bê tông thì tóm lại là mình cứ cốt pha, sàn chiếc, sắt chiếc đâu đó, ok. Vâng. Xong đó mời chủ đầu tư lên nghiệm thu, trước hết là mình đúng thiết kế hay không này. Vâng. Đúng chủng loại vật tư hay không này. Vâng. Đó. Và ví dụ như về độ chắc chắn hoặc độ an toàn ok không. Vâng. Đó. Thì trong đó mình sẽ mời chủ đầu tư ký và nhập ký biên bản đồng ý cho đổ bê tông, thì mình mới bắt đầu tiến hành đặt cọc bê tông tương. Và khi cái bê tông ấy, mà khi tới bê tông mà tới công trường ấy, là mình phải đổ mẫu thử để sau này ví dụ có vấn đề gì chủ đầu tư muốn thử thì cứ mang cục mẫu đi ép thử, nén thử, đi thí nghiệm. Khá là có nghĩa là mình sẽ đảm bảo về cái chất lượng. Vâng, mình khá là cẩn thận, đúng không ạ? Đúng rồi. Cái trong cái quá trình thiết kế cũng như là thi công toàn bộ cái công trình của nhà anh Việt đây thì mình có gặp cái khó khăn gì không anh? Nói chung là thật ra là cái công trình này thì là về thiết kế, về thi công thì vấn đề là ok, không vấn đề gì. Nói chung khi quá trình phải công tí thì nó cũng chỉ có vướng mấy ngày mưa bão thôi, nhưng mà cũng phải cố gắng hết sức để Tết này giao nhà cho chủ đầu tư vào tiến độ, đúng không? Đúng rồi, tất nhiên là phải khẩn trương, tại vì nếu như nó là ngày dài tháng rộng thì mình không nói. Vâng, nhưng bây giờ là Tết rồi, mà bây giờ mình dỡ nhà ra rồi, buộc phải qua nhà để cho Tết anh chị về nhà mới, nên là nói chung là tiến độ thì cũng hơi gấp. Đó cũng là một trong những cái sự khác biệt giữa việc chọn một đơn vị thiết kế thi công trọn gói so với việc mình tự xây dựng. Bởi vì khi các bạn tự xây dựng thì đội ngũ anh em thi công thợ thuyền sẽ có thể là bận những cái lý do này lý do kia để có thể trì hoãn lại cái công việc của mình, sẽ gây ra ảnh hưởng đến cái tiến độ thi công rất là chậm.
Còn nếu như quý vị các bạn chọn những đơn vị thi công như thế này thì toàn bộ cái quá trình thi công của anh em thợ đều được sự giám sát chặt chẽ của bộ phận giám sát và chỉ huy công trường ở đây. Nó sẽ đảm bảo được toàn bộ cái quá trình thi công cho chủ đầu tư đúng tiến độ, kịp thời. Và đó là những chia sẻ mà rất là thật của lòng của anh Hải là chỉ huy công trường ở đây. Vậy thì cái lý do mà tại sao lại xây dựng công trình đó là công trình nhà ở 2 tầng hệ mái Nhật, và những cái ấn tượng gì của chủ đầu tư ở đây thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân tôi. Xin chào anh Việt. Và thưa quý vị, đây chính là anh Việt, là chủ đầu tư của cái công trình ở đây. Thì là anh Việt cho em hỏi một chút, đó là hiện tại thì em thấy là anh đang lựa chọn, đó là chọn kiểu ngôi nhà là 2 tầng và mái Nhật. Vậy thì giữa mái Nhật và mái Thái thì lý do vì sao anh lại chọn mái Nhật thay vì mái Thái? Nói chung anh chọn mái Nhật là nó có cái lý do là cái mái Nhật á, là nó theo cái xu hướng gọi là tân cổ điển. Vâng. Nó kết hợp với là cái mái Nhật thì cái ngôi nhà cảm giác nó chắc chắn hơn cái mái Thái. Vâng. Và nhìn khá là sang trọng đúng không? Cái kết cấu bên trong bên ngoài nó rất là rộng rãi, thoải mái cho sinh hoạt gia đình. Vâng. Nói chung là anh cũng hài lòng đúng không ạ? Vâng. Vâng, thế thì theo anh Việt ấy, thì anh có thể chia sẻ cho khán giả biết được lý do vì sao anh lại lựa chọn, đó là lựa chọn thiết kế thi công trọn gói của một đơn vị, đó là công ty, thay vì đó là mình tự xây như các khách hàng hiện nay. Bởi vì theo em biết ấy, thì rất là nhiều khách hàng hiện nay vẫn còn đắn đo và lăn tăn khi mà lựa chọn giữa việc tự xây và việc thuê một đơn vị thiết kế thi công. Thì anh là người đã trực tiếp mà chọn công ty Mark Home là đơn vị thiết kế và thi công trọn gói, thì anh có chia sẻ gì đối với quý vị và các bạn không? Thì nói chung á, anh thứ nhất là cho dù anh tự xây, vâng, kêu thợ về tự xây hay là công ty, vâng, thì về vấn đề chuyên môn anh không có, vâng, nè, anh không có thì anh chọn công ty để vâng, anh tin tưởng hơn, vâng, bởi vì anh có giám sát thì cũng không bằng anh đúng em rồi, đội ngũ kỹ thuật đâu, đúng rồi, chính xác, đó, cho nên anh tin tưởng vào công ty, anh tin tưởng vào đội ngũ công nhân kỹ thuật, anh gửi gắm tất cả niềm tin anh vào công ty, dạ, để anh yên tâm hơn, dạ, vâng. Đấy. Thế thì với nhiều khách hàng vẫn còn lăn tăn như vậy thì anh có cái gọi là lời khuyên gì cho khách hàng không? Nói chung cái lời khuyên của anh á, thì ví dụ mình không rành về mảng xây dựng, vâng, thì mình nên chọn nhà đầu tư, nhà cái nhà thầu, vâng, thi công mà là công ty thì nó sẽ tốt hơn, mình sẽ yên tâm hơn, bởi vì người ta có một đầy đủ một đội ngũ kỹ thuật, người vâng, ta có thiết kế đồ sẵn cho mình. Khi mình cầm cái thiết kế rồi, mình có thể tư vấn những cái người họ có chuyên môn để vâng, họ tư vấn cho mình. Vâng. Sau đó rồi mình sẽ chọn người ta thì mình sẽ yên tâm hơn. Vâng, đó là những cái chia sẻ mà có thể nói là rất thật lòng của anh Việt. Thì quý vị và các bạn nếu như còn đang còn lăn tăn, đang còn suy nghĩ thì hãy đừng ngần ngại gì cả. Hãy liên hệ với một trong số những đơn vị thiết kế và như chẳng hạn công ty Mark Home chúng tôi, đó là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói các công trình nhà ở hiện nay với trụ sở chính tại Hà Nội cũng như là tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Và quý vị các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua ba cách. Đó là cách thứ nhất, liên hệ qua số hotline 0964458888. Cách thứ hai, quý vị các bạn hãy để lại comment trực tiếp tại cái video này. Cách thứ ba, quý vị các bạn hãy truy cập vào trang web markhomevn.vn. Và tôi là Nhật Trường, xin kính chào quý vị các bạn.